Hôm nay giới thiệu cho mọi người là một cái dòng gác cần hoặc gọi là chống cần đấy. Thì cái gác này của thương hiệu Minzu, như trên anh em đang xem đây, một thương hiệu rất lớn của bên Trung Quốc. Đấy, thì trong tay em đây là có đủ size từ 2m1, 2m4, 2m7 và 3m. Thì cái này thích hợp cho những anh em chuyên về cho vào thùng nhá, chuyên về gắn vào thùng câu đài hoặc là ghế câu đài nhá. Đấy, cái này chưa hề có chân cắm đất. Thì cái dòng này dòng carbon nhá, gác để gác carbon hoặc là gọi là chống đi, nhiều anh em gọi là gác và nhiều anh em cũng gọi là chống. Thì cái này là của thương hiệu Minzu về gác cần carbon. Đấy, 100% là carbon. Đấy, cái này sắt inox luôn này. Đấy, cho anh em xem rõ thương hiệu của nó. Đấy, tên đây Minzu và logo Minzu đấy. Đấy, như kiểu MC luôn nếu anh em nào không để ý. Tay đây là cái đuôi này cắm vào ghế hoặc là vào thùng này. Đây là cái ngoé này. Đấy, sử dụng rất là dễ. Đây là đầu này, cái đầu gác này. Đấy, những cái con này gác thoải mái, những cái cần 9m đổ về anh em nhé, 9m đổ về. Như con 3m đây là có 3 lóng. Đấy, anh em cứ xoáy hết ra. Đấy, xoáy hết ra, 3 lóng. Đấy, có 3 lóng. Đấy, tùy theo từng con, tùy theo chiều dài. Đấy, thì nói chung là cái này thì không phải giới thiệu chi tiết về lắm, vì là cái chống cần với gác cần thì anh em đã hiểu rõ về những cái dòng này rồi. Thì em cũng công khai cái giá luôn, là cái giá là như con 2m1 là 280.000, 2m4 là 300.000, 2m7 là 320.000 và cuối cùng là dài 3m là 350.000, ship toàn quốc là 30.000 trên một đơn hàng. Khi mua hai cái trở lên thì sẽ miễn phí vận chuyển. Đấy, anh em nhớ giúp em cái video là video số 138 về là gác cần hoặc là chống cần câu đài Minzu. Đấy nhá. Rồi anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên video 0366611689 hoặc để lại số điện thoại để được nhân viên nhà em gọi điện đến và tư vấn về cái gác cần này, gác cần carbon Minzu. Xin chào tất cả mọi người.